Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc hôm 9 tháng 2 cho biết Trung Quốc chưa thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào đối với kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn phi đạn của Hoa Kỳ, mặc dù Hàn Quốc sẵn sàng nộp hồ sơ khiếu nại chính thức nếu cần thiết. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Yu In-ho đáp lại câu hỏi của các nhà lập pháp rằng phải chăng Trung Quốc đang có hành động chống lại các công ty Hàn Quốc xuất phát từ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tầm cao giai đoạn cuối, THOT trong năm nay trung quốc lo ngại rằng máy radar cực mạnh của hệ thống tháp có thể xâm nhập lãnh thổ nước này và đã lên tiếng phản đối việc triển khai